Chào tất cả mọi người, hiện tại anh em chúng tôi đang đi lên Đức Mẹ Măng Đen. Bây giờ thì dưới này ở dưới kia cũng có rất là nhiều người. Ở đây thì có một cái lối đường núi đi lên này, như các bạn đã thấy đó, đường núi đi lên đây. Hiện tại anh em chúng tôi đi lên. Bây giờ anh em chúng tôi đã tới nơi. Lần nơi lần nè. Chào tất cả mọi người, hiện tại Rup đang ở Măng Đen, khu vực của người đạo Công Giáo rất là nhiều. Ở đây Rup sẽ quay cho tất cả mọi người xem vào video ngày hôm nay ở chỗ khu vực của người Công Giáo. Ok, cảm ơn các bạn. Xin bà con bán hàng rong, chúng ta cố gắng nhường nhau mỗi người một chút ít và dành đi lại làm đường để cho bà con đi bộ đó tối đi. Rồi nhớ là bà con bán hàng rong, bà con cố gắng nhường nhau và cắt thì được để có làm đường cho bà con đi bộ. Như các bạn đã thấy thì ở này có thể khu vực này đã hết vì quá đông người. Kể thuộc bậc sống hay địa vị nào đều được như Thánh Francisco Salesio mời gọi, mọi giáo dân đều được mời gọi. Chào tất cả mọi người vào buổi sáng, hôm nay mà Rup đang ở Măng Đen vào buổi sáng. Nhưng mẹ vẫn đầy quyền năng thi ân,
con đến đây xin từ mẹ sưởi ấm. Nỗi lòng con tan nát đu trăm chiều, đến với mẹ sầu buồn tan biến hết. Niềm vui hạnh phúc mẹ ban giữ đây. Bàn tay mẹ chiến tranh đã cướp mất, nhưng mẹ vẫn đầy quyền năng thi ân. Con đến đây xin mẹ hiền chúc phúc, cho hồn con luôn thắp đươm ân tình. Dẫu có trăm bề phủ đến bóng tối, hồn con vẫn sáng ngời ơn an bình.
Đen là đâu mà bao chân bước đi tìm, bằng đen tại sao mà ai cũng khát khao về bên, vì mẹ ở đó hằng chờ che ban phước cho đoàn con, vì mẹ ở đó hằng ủi an đừng đỡ ai lòng tha. Về bên mẹ, nhờ mẹ thương soi lối cho đời con. Măng đen là đâu mà bao đôi mắt dõi tìm, măng đen tại sao sương gió không ngại chi, vì mẹ ở đó mẹ là nơi thêm sức ai lệ rơi, vì mẹ ở đó dọc vòng tay du giấc con ngủ say. Về bên mẹ để gian nan sẽ thấy được bình an. Mẹ ơi, con nay đã trở về, mẹ ơi, con nay xin gửi trao vào tay mẹ xác thân linh hồn con. Mẹ ơi, con nay đã trở về, về đây trước nhan mẹ đẹp xinh, xin cho tay nguyện cầu trước nhan mẹ tư nhân. Dõi tìm măng đen tại sao người đi sương gió không ngại chi, vì mẹ ở đó mẹ là nơi thêm sức ai lệ rơi, vì mẹ ở đó rộng vòng tay du giấc con ngủ say. Về bên mẹ để gian nan sẽ thấy được bình an. Mẹ ơi, con nay đã trở về, mẹ ơi, con nay xin gửi trao vào tay mẹ giấc hương linh hồn con. Mẹ ơi, con nay đã trở về, về đây trước nhan mẹ đem sinh, xin cho tay nguyện cầu trước nhan mẹ tư nhân.
trước nhan mẹ.